Làm sao bắt cướp được? Ừ nhờ, chúng mình còn nhỏ yếu cả, nhưng tớ vẫn tập luyện hàng ngày. Nào, lại cả đây làm theo tớ. Tớ phải ăn nhiều cho chồng lớn. Ôi trời ơi, cứu tôi với! Chúng nó giết tớ! Chúng nó Wow, chúng nó đông lắm, sợ quá, tôi chết đây. Ôi đau quá, tôi chưa chết à? Không lo, có chúng tôi đây. Gì thế? Hóc rồi, hóc quá, hóc. Xin lỗi. Thôi, để tôi đi tìm thức ăn khác nhé. Đói quá. Tôi sẽ tìm lá thuốc để chữa vết thương cho anh. Đau quá. Chúng tôi sẽ truy tìm bọn cướp. Tôi đi đây. Sợ quá chết mất. Đau quá. Sợ quá. Đói quá. Sao mình phải ngủ bờ ngủ bụi bã nhỉ? Đúng là mấy thằng gà ngố. Cái này là mồi cho chuột tốt đấy. Úi dồi. Võ đây, luyện võ đây. Ôi, anh Mèo, anh là sao vậy? Không thấy à? Cút ngay khỏi nhà tao. Kìa anh Mèo, nhà của chúng tôi chứ. Nhưng từ nay là nhà của tao. Tức quá, tức quá. Thế mà các cậu còn ngủ được? Cũng sắp sáng rồi đấy nhỉ. Ngủ sao được, thức cả đêm còn chưa nghĩ ra cách lấy lại nhà đây. Đúng đói rồi đấy. Khỏi nhà tao ngay, cút ngay. Có chuyện gì đấy các con?
cháu cảm ơn bác Ngỗng ạ. Các cháu nghịch cần hổ thế, nguy hiểm lắm, lần sau đừng thế đấy nhá. Không, không ạ, có tên mèo hoang đến chiếm nhà, đánh đuổi chúng cháu ra đây. À, thằng này bác biết, theo bác về nhà nào, nhanh. Mẹ sẽ về ngay. Nhớ lời bác chưa nào? Vâng ạ. Mèo hoang cút đi, mèo hoang cút đi, trả lại nhà cho chúng tôi. Lại là bộ ngỗng già, tránh đi là hơn. Đồ kẻ cướp, trả lại nhà ngay, nhà của chúng tôi. Hãy trả lại nhà rồi cút ngay, có giỏi thì rút vào hang chuột mà sống nhá. Tha cho tôi. Thế là xong, từ nay có việc gì thì cứ gáy ba hồi dài gọi bác. Vâng ạ. Thôi, tớ phải về luyện tập để còn bảo vệ các cậu, bảo vệ nhà mình chứ. Đang đông vui thế này, có bác Ngỗng rồi, lo sợ gì nữa. Các cậu ơi, tớ nghĩ ra rồi, lại đây nào. Lại ngã rồi hả? Có đau không? Đói chưa? Chưa. Chúng mình phải làm việc này, không thể cái gì cũng nhờ người khác, chả hay tí nào. Nào, đấy, mỗi người một việc, phải làm ngay thôi. Tớ xong trước rồi nha. Ê, dừng lại ngay. Tao đã về đây, đêm nay rúc vào bụi rậm ngoài hồ mà ngủ nhá. Chào anh mèo hoang ạ, chắc anh ngủ được, trông anh khỏe hẳn ra. Thưa anh, chúng em đau ốm luôn, xin anh thương tình ạ. Bọn ranh con làm tao đau ê ẩm khắp người mấy hôm nay, cút hết khỏi nhà tao, cút ngay. Chúng tôi sẽ chống lại. Chúng tôi sẽ tìm bác Ngỗng. À, lão, để xem chúng mày có kịp gọi mụ Ngỗng già không. Chưa đâu, ba thằng nhóc. Đợi đây, chạy đâu. Còn dám mò đến đây nữa không? Đồ kẻ cướp. Sợ chưa? Sợ rồi, xin các anh tha cho. Nhớ đấy, chúng ta tha cho. Cút ngay, đừng bao giờ làm việc độc ác nữa. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Sợ rồi. Ôi đau quá. Ôi!